Ủa? Kêu phải thằng Winnie thiệt không ta? Hình như thằng Winnie nó cũng đặt tên như vậy á, Winnie cụ tổ. Rủ đi nhậu mà không thấy luôn. Không có biết nhậu má ơi. Đang giảm cân. Thằng Winnie thiệt anh em, bữa nó rủ tôi đi nhậu. Trời ơi, tao biết tao ghét Trung Ly. Chó Trung Ly. Trung Ly thấy tao chay phải đó được không Trung Ly? Phải chay đó ok không? Phá lỗ quá, sao vậy? Sao lỗ? Bú con cóc mày luôn, bú con sói mày luôn. Chết. Trời ơi, sao tao lại dính cái quy gì Trung Ly? Chữ, chữ. Rồi sao chạy? Quan trọng là sao chạy? Không cần lát em ơi. Mẹ em lát gì? Pha đó mẹ em không nhìn ra là em không cần lát hay hư hả? Thật thất vọng về một thằng đệ tử. Không, mày phải đệ tử tao. Qua game in house team well nó gặp tôi nó đòi đấm tôi không à, đệ tử cái chó gì anh em. Trời ơi. Tôi dính cái quyền của nó hoài ta. Ôi, mình đi hát mai hát não kìa. What the fuck? Real. Ghê vậy. Ai? Rồi nhưng mà nó chết rồi em ơi. Nó chết, nó chết, nó chết, nó chết. Điên lá xuống. Mày đẳng cấp thợ thầy hả mày? Thằng lớp này thiệt chứ, chơi game hòa bình xíu coi. Chơi gì cứ bắt nạt người ta hoài. Coi kìa. Thứ mất nết. Tụi đó anh em sống trên đời á, mà anh em dồn con gà vào đường cùng á, thì có ngày con gà nó cũng quay lại nó cắn anh em thôi. Đừng bao giờ coi thường người khác anh em nhé. Đừng bao giờ coi thường người khác. Nhớ. Nhớ cái đó trong đầu giùm á. Ngay cả khi con gà dồn hạt thóc vào đường cùng, hạt thóc còn mổ chết con gà mà anh em. Không có mượn, không có mượn, không có mượn không ơi. Đã hả anh em, đúp giờ tùng dở lắm. Tức là cái búp của con cọc kia á, cái thứ mà thật sự mà nó búp cho con kia nó không phải là cái đam, gọi là không phải cái đam mà để cho anh em quýt lộn, mà cái thứ mà nó thật sự búp á là cái khả năng để anh em có thể trụ được lane. Có nghĩa là bây giờ anh em chỉ cần còn một ít mana thôi, anh em vẫn clear được một quay lính xàm vậy đó. Cái đúp nè, 263 đam nó mới búp mà Trung Ly, nó mới búp cái đúp mà. Nó tăng 50 đam, 50 đam đó Trung Ly. Một con tướng mà một cái chiêu nó tăng 50 đam. Pha đó dở ta, ý là pha đó có bách có thể giết hai mà bách sống luôn á anh em. Xem cái này lâu lắm rồi mà không biết là Trung Ly như thế nào, anh em có thể mô tả cho tôi về Trung Ly được không á? Giàu, đẹp trai, thông minh, chơi game hay là những cái gì mà Trung Ly có. Cái chơi game 10 năm mà bị kẹt ở kim cương, liệu có phải do em chơi game mà không đọc cập nhật của LOL đúng không anh muốn? Trời ơi, sao em có thể chơi cái trò này mà không đọc cập nhật được vậy? Anh cảm ơn Bimo nha. Sao quá tớ ơi. Em chơi game á, anh nói em nghe là ví dụ như ở thời điểm hiện tại là đang là phiên bản 14.21 đúng không? Là anh em bắt đầu anh đọc 14.23 rồi. Là bên phương Tây là họ bắt đầu họ bê bê mấy cái đó rồi. Trung Ly cộng 4 Aram. Không mày ơi, hết game tao nghỉ tao đi chạy bộ rồi. Ôi nhưng mà giờ này cái khu tôi người ta chạy bộ đông vãi anh em. Hôm nào chạy cũng gặp vài chục người đó. Vài chục người nha. Giờ này cách nhà tôi khoảng tầm mấy trăm mét á, nó có một cái phòng gym mà nó có một cái brand gym nó tên là Anytime á, là kiểu như là cái gym 24/7 anh em biết không, là giờ này người ta còn tập đóng ở trong đó. Khó để lớp này có thể sống được mà nó sống thiệt. Trời, giờ này anh em đi chạy bộ gì đây? Trời ơi, cái quần què gì mà
Thứ bảy tôi đánh chạy. Thật ra tôi sẽ miêu tả cho anh em nghe là chạy bộ giờ này nó sẽ như thế nào nhá. Thứ nhất là đèn ngoài đường là nó màu vàng đúng không? Thứ hai là xung quanh là công viên và cây xanh và những cái tòa nhà gọi là cao ốc. Nó có căng á thì nó mở đèn, còn có căng thì nó tắt. Nó lung linh. Không khí thì rất là trong sạch tại vì nó không có xe chạy, cho nên là nó rất là mát mẻ, nhẹ nhàng. Xong rồi chạy thì chạy cứ cách khoảng tầm vài trăm mét thì sẽ có một cặp tình nhân ngồi ôm nhau. Mặc dù là mình không quan tâm tới cuộc câu chuyện của người ta, nhưng mà những cái người đó nó khiến cho cái không khí của cái nơi đó nó trở nên lãng mạn, anh em hiểu không? Còn cốc kỳ khi nào nên mang đèn phủ đầu và khi nào mang bước chân lại? Em mới chơi game hôm qua. Mình không cần quan tâm là khi nào mình mang cái nào em, mà là mình muốn mang cái nào thì mình mang. Ví dụ như đòn phủ đầu thì nó hắt cho miếng tiền, chứ là nó gây nhiều đam hơn tí. Ví dụ như là đòn phủ đầu thì tổng sát thương em gây ra nó sẽ nhiều hơn tầm 5-10% gì đó. Còn bước chân thì nó sẽ giúp em trụ lên tốt hơn, thì em sẽ dựa vào mấy cái đó em lấy, chứ em đâu cần quan tâm ai lên cái gì đó. Chống cự không lại, tụi nó đông quá. Dừng nè, hôm nay em chê A mất mập A muốn có giận em không? Khó lắm, bây giờ khó mà em làm cho anh cay được lắm Dương. Mặc dù anh biết là cái câu tiếp theo của em sẽ là anh có giận thì kệ anh, nhưng mà khó để có thể làm anh giận mà anh cay được lắm. Bây giờ tôi khá là bình tĩnh trong rất nhiều sự việc. Thì hôm bữa nguyên đám đang ngồi uống cà phê, thì có một sự việc xảy ra thì tụi nó mới hỏi tôi là ý là sao tôi giờ lại vậy á. Tôi mới nói với tụi nó là đến một ngày nào đó khi mà mày mất đi một người mày quý vậy liền, thương yêu vậy liền, thì cái cảm xúc của mày nó sẽ được nâng lên, giống như là gọi là được nâng lên một cái level mới. Tầm này tôi nghĩ cái người duy nhất có thể làm cho tôi cay được thì chỉ có bà ngoại tôi thôi. Kể bao phải làm cái gì đó là tôi mới ức chế được thôi. Giống như cái lần gần nhất mà tôi bị ức chế chắc là năm ngoái bà ngoại tôi bắt đầu mua một chiếc xe, tôi không cho mua tại vì tôi sợ là ông cậu tôi sẽ đem đi cầm. Đâu bà ngoại tôi nhất định là mua chiếc xe, mà bây giờ tôi bị vô cái thế á là bà ngoại tôi mua là tôi sẽ đưa tiền cho bà, anh hiểu không? Thành ra là tôi bị cay. Bắn cái xì lô nè. Rồi, ông làm tốt rồi, phần còn lại để tôi. Trời, sao nó quy xa vậy? Khoan đã, từ. Sao nó quy xa vậy? Rồi, chiếc xe đó có bị đem đi cầm không á? Ông bán không? Nó rồi cầm gì? Xong tới lúc chiếc xe đó bị bán rồi á, bà ngoại tôi mới, thời Tết bà ngoại tôi mới nói là bà ngoại không có xe chạy sĩ ơi. Tôi mới nói với ngoại, ngoại lái máy bay không, mua máy bay cho ngoại lái chứ giờ xe mua nhiều bán nhiều mua chi. Tôi hỏi bà ngoại tôi vậy á. Ý là đợt đó là thật sự là cái cảm xúc của tôi, tức là anh em hiểu không, là cái cảm xúc của mết á nó được thui rèn qua chuyện gia đình rất nhiều. Giống như tôi từng kể cho anh em nghe một cái về cái cảm xúc á, con người mình, tức là bây giờ nó sẽ có một cái tình huống như thế này, là bây giờ là ngoại tôi sẽ buồn nếu như trong túi ngoại tôi không có tiền, nhưng khi trong túi ngoại tôi có tiền, ngoại tôi sẽ cho cậu sẽ đem đi cờ bạc và lại hết. Xong sau đó ngoại lại hết tiền, ngoại sinh bệnh và tôi lại phải cho ngoại nhiều tiền hơn để ngoại có tiền trong túi, và khi ngoại có tiền trong túi, ngoại sẽ cho cậu. Và cái chuyện đó nó đã xảy ra mười mấy năm rồi, anh em hiểu không? Nó không phải là một năm, nó không phải là một lần, nó không phải là một ngày, nó không phải là một tháng, nó mười mấy năm rồi. Thì anh em hiểu cái cảm xúc của tôi cái cảm xúc của tôi nó giống như cục đá khô á. Xì lô mày nè, bắn rờ mày nè, sôi lên trên top nè, bắn quy lấy thử kiếm nè. Rồi mới miết luôn, miết e luôn. Cay chưa? Lính Baron châu quá luôn. Quá châu. Ôi Vin kìa. Ê mấy ông có biết là cái game bây giờ vẫn còn tuôn không? Ý là hôm qua tôi chơi Aram với Trung Ly, tôi gặp thằng kia tôn mấy không?